nay nơi vạn phật thành này chúng ta có thành lập đạo tràng thủ lăng nghiêm sẽ rất lý tưởng nếu có người phát tâm tụng trì kinh thủ lăng nghiêm một hoặc hai giờ trong một ngày quý vị học hàng ngày như khi mình học ở trường vậy và nên học thuộc lòng để có thể tụng được nếu quý vị có thể tụng kinh pháp hoa kinh hoa nghiêm thì rất tốt nếu mọi người tụng thuộc kinh pháp hoa kinh hoa nghiêm và kinh thủ lăng nghiêm có nghĩa hiện nay vẫn là thời kỳ chánh pháp đang còn tồn tại ở thế gian thế nên ở mọi nơi tốt lành như vạn phật thành quý vị nên phát tâm đại bồ đề để tụng đọc và học thuộc những bộ kinh này điều ấy không có nghĩa là ta đua tranh với người khác để được nổi tiếng để được nổi bật trong đại chúng mà làm việc đó trong quá khứ tôi có một tâm nguyện là tụng thuộc lòng hai bộ kinh pháp hoa và kinh thủ lăng nghiêm hồi ở hồng kông có người đệ tử tên là quả nhất hằng định, có thể tụng thuộc lòng kinh thủ lăng nghiêm. Tôi dạy thầy ấy học kinh Pháp Hoa, nhưng về sau có lẽ thầy ấy không nhớ nổi được nữa, thật là đáng tiếc. Ở những đạo tràng tốt đẹp như nơi đây, quý vị nên dõng mãnh để học kinh và giới luật của Phật. Kinh thủ lăng nghiêm, kinh Pháp Hoa, tứ phần luật, kinh Phạm Võng, học cho đến khi quý vị tụng thuộc lòng được, đó là điều tốt nhất. Làm được vậy mới chắc chắn là thời tránh Pháp còn lưu hành ở thế gian lâu dài việt dịch thích nhuận châu tịnh thất từ nghiêm đại tổng lâm hết